Hoàng The Music. Đây là tòa nhà đây để trình diễn văn nghệ đại diện quý khán giả. Le Grand Hotel, nhà hát lớn, tự nhiên nó quên mất tên là chữ nhà hát lớn. Academy National The Music thì lâu quá không đọc tiếng Pháp, chẳng nó cứ liệu lưỡi. Còn chưa quý khán giả cũng giống như Việt Nam, ở dưới thì là các cửa hàng, cửa tiệm, ở trên là các chung cư. Trong trong những cái đoạn phim ngắn vài phút này đấy, chúng tôi vẫn có cái video Sony. Chúng tôi sẽ làm thành một cái video khi mà có thời giờ trở về bên Mỹ. Quý vị đang cùng với lại KBC Hải Ngoại thăm viếng xung quanh nước Pháp. Và đây là hình ảnh những con đường của Pháp. Thì chúng ta đừng trách ở Việt Nam mình chúng ta tại sao đường nó không có rộng. Chỉ có đường ở Mỹ là rộng tí thôi, tại vì Mỹ là cái quốc gia mới thành lập sau này. Ở nước Mỹ chỉ có hơn 300 năm lập quốc, mà chúng ta nó có tới 5.000 năm. Mà nước Pháp thì có rất từ lâu rồi đấy. Thành ra những nước Pháp, nước Ý và nói chung nước châu Âu thì đường nó rất là nhỏ, chứ không giống như là ở bên trường quý khán giả. Chúng tôi đang lắc lư con tàu đi, mặc dù chúng tôi không đi tàu, nhưng mà đường xá rất là gấp lên. Đây là nhà hát lớn, lúc nãy chúng coi, lúc nãy quý vị nhìn đằng trước, đây là đằng sau. Opera Nationale de Paris. Chỗ này gọi là Palais Garnier. Cái chương trình này sẽ được trình diễn. Và quý vị thấy rằng ở bên Pháp vui không? Nó giống như Việt Nam mình cứ đi bộ. Bên Mỹ kiếm được cái khu phố đi bộ này rất là khó, thì chỉ lên quận Cam thì không có rồi. Cần đi lên trên Los Angeles thì may ra có. Dừng qua cái địa điểm Notre Dame để mời quý vị xem. Vâng, chúng tôi vừa đi ngang qua cái tổng thống Sen. Đây là con đường mà để đi tới cái Palace de la Concorde. Đây là một cái tòa nhà tháp rất là cao. Bên tay trái là Grand Palais. Paris, cái chấm chấm chỗ chỗ như quý vị nhìn thấy ở đây là ngon. Đây là vâng, so sánh với nước Ý thì có lẽ là Pháp là một thành phố mang cái tính cách truyền thống cổ truyền, nhưng mà lại là rất là đẹp và rất đáng để được đi chiêm ngưỡng. Chúng tôi chỉ có 2 ngày ở Pháp thôi, và chúng tôi ao ước được sẽ nếu có dịp trở lại thì trở lại Pháp, chứ không thể trở lại ở à,
Ý, bởi vì Ý một thành phố nó mang tính rất là cổ kính, nhưng mà lại không có đẹp như là ở bên Pháp. Và có rất nhiều địa điểm để đi thăm viếng. Hai ngày ở Pháp là chắc chắn là chúng tôi không thể nào đi hết được. Đây là ngày đầu tiên là đi trong một cái tour bus này là để nhìn coi cái thành phố. Rồi ngày mai đó thì chúng tôi cũng lên cái xe tour bus này sẽ quyết định rằng nơi nào mình sẽ dừng xuống để xem những cái địa điểm để đáng ghi nhận. Đây là một cái trung tâm giải trí, vâng, đây có một cái vòng xoay rất cái vòng tròn rất là to. Quý vị ngồi vào trong cái lồng đó và cái vòng này nó sẽ xoay. Nếu quý vị nào chóng mặt thì không nên bao giờ lên trên chỗ này được.